chào mọi người. Hôm nay quán Sá Sài Gòn sẽ dẫn mọi người đến một quán bánh cuốn đậm vị Bắc ngay tại trung tâm thành phố nha. Quán đã mở cửa rất lâu nhưng có thời gian tạm nghỉ, nay đã trở lại với diện mạo mới cùng những món ăn siêu chất lượng. Quán mà tụi mình nhắc đến đó chính là quán bánh cuốn Bà Tư Đông, tọa lạc tại số 93, đường số 45, phường 6, quận 4. Đường đi cũng không quá khó đâu, nhưng cẩn thận kẹt xe một tí vào buổi sáng sớm nha. Tại Bà Tư Đông, quán luôn mang đến những hương vị rất truyền thống cùng món bánh cuốn. Nhưng nay đã được cải tiến khi bài trí trên một chiếc mẹt 2 tầng với đầy ủ các loại topping. Các món ăn vẫn được giữ những thứ cơ bản từ chả lụa, bánh cuốn, rau giá, nhưng sẽ được chế biến theo những cách mới vô cùng lạ miệng. Phần đặc biệt khiến ai cũng phải lưu luyến kể đến đó chính là nước chấm, thoang thoảng mùi vị đặc trưng nhưng không quá mặn. Gắp một đũa bánh cuốn chấm vào chén nước chấm thì chỉ có thể trên cả tuyệt vời. Không quên chính là món bánh cuốn trứng béo ngậy màu vàng ươm đặc trưng tại đây. Gọi ngay một phần để đổi vị cho buổi sáng sẽ cảm nhận như đang mang cả vũ trụ đồ ăn vào Sài Gòn luôn đó. Ngoài ra, mấy bạn cũng có thể gọi thêm một số món ăn đi kèm tại quán nha. Nhất là phải thử ngay mấy cuốn chả giò tôm thịt tại đây đó. Cuốn chả giò giòn rụm cắn vào bên trong với đầy đủ các loại sắn thịt, hòa quyện cùng tôm siêu lạ miệng. Cảm ơn mọi người đã xem video của ngày hôm nay. Đừng quên nhấn theo dõi kênh Quán Sá Sài Gòn để đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha.